Mấy cái quần áo này của tôi là hơn mười mấy năm rồi. Hồi lúc đó ốm có 42, 43 kg à. Bây giờ thì 50 mấy kg rồi, nên nó chật hết. Bữa nay soạn đem đi cho nhưng mà tiếc ghê luôn á. Cứ ngẫm nghĩ hoài mà muốn cho biết bao lâu mà không có nở lòng. Có những cái mới tin chưa có đụng tới luôn, nên làm cái video này lưu rồi lại, sau này đừng dòm đồ của mình, cho đồ mình mặc đó giờ cho tiếc chứ bộ. Nhưng mà đâu có mặc vừa đâu, phải cho thôi để chặt nhà hết. Cái mớ đầm váy này, người số ký cân nặng của cái đầm váy này là cao lắm là 45 đến 46 kg là mặc vừa, chứ 47, 48 cũng không mặc vừa luôn. Nói 45, 46 là cái đó nó hơi nhiều, chứ thật sự tầm 44, 45 à. Thì nó toàn là size S không à, được có một hai cái là size M thôi. Thôi bye bye tụi mày nha, về phục vụ chủ mới và nhớ thương cái dáng người ta đẹp lên nha. Bye 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 bye.
Cái này là của hàng xóm, con người ta lớn rồi người ta không xài nữa, người ta bỏ thấy vậy ổn, lấy cho nhỏ cháu nó chơi. Cái này hai đứa nhỏ nó chơi bập bên thấy cưng lắm. Còn mấy cái này là thiết bị dụng cụ y tế ở nhà bán, có những cái là không có cần thiết nữa nên ông xã mang cho mấy cái bệnh viện dưỡng lão á. Nhon nhon chưa, nhon ơi là nhon. Sầu chắc đâu có ngon. Các đôi núi sầu mai chạy uống thử coi nước nhiều quá ít đi.